Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình cũng khá là vui rồi bởi vì đã sắp xếp được thời gian ngồi đây để chia sẻ những cái kinh nghiệm làm sầu riêng của mình cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng tham khảo. Thì thời gian vừa rồi mình do là mình tỉa cành bơi thì nó mau nhưng mà mình trị mọt. Những cái cành mà nó mọt á thì mình trị theo cách của mình thì nó rẻ tiền nhưng mà nó hơi tốn công. Nên nó khá là tốn thời gian. Ví dụ như mọi người có thể là xịt bất cứ một loại thuốc nào cho mọt nhưng mà đối với bản thân mình á thì mình không có xịt, tại vì á xịt mọt á mình chỉ ngừa nó thôi, chứ một khi mà nó đã có mọt ở bên trong cây rồi các bạn thì mình xịt nó cũng không có chết được đâu, tại vì nó ăn sâu vào trong cái lõi gỗ á. Thì mình đơn giản lắm, mình chỉ có cắt cái cành mà nó bị mọt đi xong bắt đầu mình đốt. Xong rồi khi mà mình cắt cái vết thương của nó, lúc mà mình cắt sát vô cái thân hoặc cái cành nha, thì mình xịt cái thuốc sâu. Xịt thuốc sâu cộng với ít mancozeb và metalaxy các bạn, để cho nó có chất bám dính. Metalaxy với mancozeb thực chất là cách để cho nó mình pha chung vô á để cho nó có tí bám dính. Còn thuốc sâu thì mình pha đặc. Đó. Cái thuốc sâu thì khi mà mình cắt ra như vậy, cái mọt á mà nó còn ở trong cây á thì con nào mà nó còn thì nó chui ra chết hết à. Thì nó hơi tốn công thôi, còn thuốc men thì chẳng tốn bao nhiêu, tại vì mọt ấy mình xử lý bao nhiêu năm rồi. Nó mọt cành nha. Mình xịt ấy, thì không chết mọt nhưng mà thuốc rớt xuống là chết giun, nó độc lắm. Cho nên là mình hạn chế là cái vấn đề là mình thì trị mọt thì chỉ vậy thôi, cứ cắt rồi đốt rồi lấy cái bình xịt á, mình xịt xịt thuốc sâu với lại cậu ít metalaxy mancozeb để cho nó có bám dính. Đó. Thì hôm nay mình chia sẻ là hiện tại mình làm cái gì rồi. Thì tới thời điểm này á, là mình đã bỏ lân văn điện được 20 ngày rồi. Thì hôm nay các bạn thấy á, bắt đầu lân nó ăn à. Cái lần nó ăn thì biểu hiện cây lá sang đen, đen cực kỳ luôn các bạn, đen thui luôn. Đó. Xong rồi mình xiết nước á, thì tính ra từ cái cơn mưa gần đây nhất á, là mình xiết nước mới được có 9 ngày thôi. Thì khi mà xiết nước được có 9 ngày thôi á, mà mình đi tỉa chồi á các bạn, thì mình thấy cái mầm ngủ á, nó rất là nhiều. Có những cây á, là nó muốn dịch ra luôn rồi, nó rất là nhiều luôn. Có những cây thì nó cũng chưa có hiện tượng gì mấy. Mầm ngủ thì nhiều nhưng mà để nó dịch cái bông ra thì chưa có, tại vì mới xịt nước nó có 9 ngày à, mà đợt rồi nó lại dập khoảng hai cơn mưa, thì một cơn mưa lớn một cơn mưa nhỏ. Cho nên là cô chú anh chị các bạn hỏi là bây giờ tùy vào cái thời điểm các bạn, ví dụ như mọi người phải đi cầm anchacol để rửa đúng không, nhưng mà mình không, tại vì mình mới xịt nước được có 9 ngày à, cái thời điểm này nó chưa có đủ đô để nó ra bông, cho nên là mình không có rửa bông làm gì hết. Ví dụ cái mầm ngủ nó đen nó rất là nhiều nhưng mà mình kệ nó, nó đen cứ để cho đen luôn, tại vì mới xịt nước được có 9 ngày à, cây nó chưa xuống cây nữa mà, cây nó chưa có hiện tượng là xào lá, chưa có hiện tượng chuyển mình. Thì cây nó chuyển mình ấy, để có báo hiệu cho mình ra bông ấy, là cái cây nó phải héo và nó xào lá cái đã. Còn cây nó tươi quá bông nó ra, nó cũng ra các bạn, ra không đẹp, kể cả mình đi đặt bông cũng vậy, đã có những cái cành ấy, nó ra tới bông nó khoảng chừng 4-5 cm rồi, nguyên một cành luôn, là nó ra đều răng luôn nha. Xong rồi cũng có cành nó ra bông luôn, là nó ra khoảng chừng nhú mắt cua mà nó sáng luôn là 1 cm á. Nó nhiều cành nó đều ra hàng cành luôn, ra khoảng chừng chục chùm á. Đó thì mình đi mình tỉa khoảng chừng ví dụ trên một cây ấy, mà nó có 2-3 cành như vậy á là mình lạt bỏ sạch, mình không có để. Tại vì các bạn mới hiểu là bông á mà nó ra lọc chọc như vậy thì mình không có lấy. Kể cả cái cành đó mai này ví dụ 1-2 cành đó mà mình lặt đi ấy, nó mà không ra bông nữa mình kệ luôn nha, bởi vì trên cái cây ấy, nó tới 20-30 cành. Bây giờ mình tập trung vô 2-3 cành đó thì không ăn thua gì. Mình không cần thiết, có nghĩa là cái cách làm của mình ấy, là mình không có để ý vô cái số nhỏ đó nha, mình phải tập trung vô cái đợt nhiều của mình, đợt rộ của mình. Còn một vài trái nhỏ trên cành nó đậu được khoảng 2-3 trái làm gì các bạn, mình không có để nha. Để như vậy mai này xịt thuốc rồi nó cũng trái trước trái sau rồi nó khó lắm, thì nấm nữa rồi dễ heo nữa chứ, nên là thôi mình bỏ hết nha. Rồi cái đó thì mình xịt nước được 9 ngày nhưng mà giờ nó mưa vậy thôi. Đây là bông bây giờ lân nó ăn này các bạn, lân nó ăn lá nó đen này, lá xanh đen này, giờ một số nó đang chuyển lụa này. Thì mình đã xịt cữ tạo mầm lần thứ nhất rồi nha, mình chỉ mới xịt cữ tạo mầm lần thứ nhất thôi, là 1 ký 16-10-10 pha cho 3 phi, là xịt tắm phủ trong ngoài đó, rồi mình mới đi cắt cành bơi đó. Mới xịt phủ lần nhất thôi, nhiều cây ra bông rồi này. Đó, cho nên là mình hôm nay mình cũng xin nhắc lại cô chú anh chị các bạn là cái cách làm của mình ấy, là bỏ lân cái giai đoạn mà phục hồi ấy, bỏ lân sau thu hoạch ấy. Cái đó là một cái kinh nghiệm rất là hay mà mình đã làm nhiều năm, mà mình thấy rằng là cái cách này ấy, nó ủ mầm hoa cho cả cây tơ và cây già.
là nó ủ ngay từ cái thời điểm mà sau thu hoạch đó mà mình bón lần, đúng không? Mình bón có nửa liều thôi mà. Ví dụ cây năm thứ 10 mình bón 5 kg, cây năm thứ 5 mình bón 2,5 kg, mình bón nửa liều như vậy để cây nó ăn lần thôi, không có gì đâu các bạn. Nhưng mà cái lần đó đó nó ủ mầm rất là hay đó. Nó ủ sau khoảng cái trường phục hồi cơ mà khoảng 1 tháng là nó ủ mầm rồi. Cho nên là thật sự là tại sao mọi người cũng hỏi mình là phải xịt là như là 10-60-10 MKB, xịt rất là nhiều lần mà nó không ra đó, rất là khó. Nhưng mà mình thì mình làm rất đơn giản. Tại sao mình làm đơn giản? Bởi vì ấy, mình nói là cái lợi hại của việc là đi lân văn điển là lân đông chảy ấy, là sau thu hoạch ấy, nó là như vậy. Đây này, nó có những cái mầm nó ủ này các bạn. Đó, nó ủ mầm này. Mầm này thì mình chưa xác định được nó là mầm bông hay mầm lá đâu nha các bạn. Mình chưa nói được điều gì đâu nha. Đó. Nhưng mà cái mầm đen này thì nó rất là nhiều. Những cái mầm đen này thì nó rất là nhiều đó. Mình chưa nói được điều gì đâu nha. Nhưng mà cái mầm đen này thì các bạn, cô chú anh chị các bạn hỏi là ở sao nhiều thế. Vườn của cô chú anh chị các bạn cũng có luôn mà hỏi sao nhiều. Nhưng mà đối với mình thì nó bình thường à. Tại vì cái mầm đó thì nó cứ nằm đó thôi. Chứ còn bây giờ mà nói là mầm bông hay mầm lá thì chưa xác định được đâu các bạn. Rồi cái cây, rồi bây giờ cái cây ấy mà nó chuyển về lụa rồi, bây giờ nó ra đọt nè. Bây giờ mình nói về cái vấn đề đọt nè. Cái cây này nhá, của mình là nó đã chuyển lụa hết rồi, đã là cây bay xong rồi. Nhưng mà sau khi mà đi cây bay xong ấy, bắt đầu là nó cũng có đi lọt trọt vài cái đọt nè. Đó các bạn thấy không? Đó. Thì mình phải đánh được tỷ lệ nha. Cái cây của mình ấy, nó đi đọt như thế này nè, nó khoảng 10% tới 20%, nó không là cái gì nha các bạn. Bình thường, tại vì cái dàn lá của mình nó đã đủ đô rồi, nó đủ độ lân nó ăn rồi, trong lá nó đã có một lượng lân rất lớn rồi. Một cái đọt, hai cái đọt này là không có thành vấn đề. 10-20% đối với bản thân mình, cái cách làm của mình là không thành vấn đề nha. Khi mà cái cữ thứ hai ấy, mà mình xịt kích bông là 16-10-10 cộng với lân 80 đúng không? Một ký 16-10-10 cộng với một hũ lân 80 mình pha cho hai phi mình rà cành. Thì cái cây mà nó ra đọt lọt trọt, ví dụ mà nó đâm vài cái đọt á. Đây nào mình, đó, nó đâm vài cái đọt nè. Đó. Thì mình sử dụng cái liều đó, mình sử dụng cái liều mà kích đọt ở trong thân ấy, mình bắn lên cái chỗ, những cái chỗ mà có đọt đó, mình xịt xương qua cho nó, không cần sâu rầy gì đâu nha. Bây giờ cây của mình nó có rầy ăn thì kệ luôn. Thì đó là cái trường hợp của mình là cây đủ sung. Còn có trường hợp là cây nó đi nguyên cây luôn. Đọt nó đi khoảng cái chừng 60%, 50%, 60%, thậm chí là 80% nguyên cây. Đó, đi từ trên đi xuống là nguyên cây luôn. Thì cái trường hợp này ấy, mình không có đốt cũng không có chặn. Bởi vì có đốt có chặn cũng không được. Bởi vì như thế này, các bạn phải hiểu là khi mà mình làm bông ấy, khi mà cơ đọt của mình nó sớm, nó dập cho khoảng cái chừng 5-6 cơn mưa đó. Mình làm bông sớm nhưng mà nó dập khoảng 5-6 cơn mưa ở miền Đông Nam Bộ với lại khu vực Tây Nguyên mình ấy, chặn đọt nó sẽ rất là khó. Đốt cũng được, nói chung là nhiều người đốt luôn, rồi chặn luôn cái đó, đốt luôn. Nhưng mà mình thì mình không, tại vì cái tỷ lệ nó đi quá nhiều rồi ấy. Cho nên là mình sẽ dưỡng cái cơ đọt này. Mình đợi cho nó mở khoảng cái chừng là mình cứ dưỡng, có thể là mình kéo luôn cũng được nữa. Hoặc là mình xịt combi không cũng được nữa. Tùy vào cái lực cây nha, nếu mà cây yếu thì mình cho nó đi đọt bình thường. Đó, mình xịt cũng xịt toba san rồi mình dưỡng cho nó một lần luôn. Rồi khi mà đọt mà nó đi, đối với những cái cây sung ấy, thì mình chỉ xịt combi thôi bình thường thôi để cái đọt nó mở ra. Nó mở ra khoảng được cái chừng 2 lá. Đó là bắt đầu là mình chuyển sang 10-60-10 để mình xịt tiếp, để cho dài tiếp. Đó. Có nghĩa là nó ra cái cây đọt đó mình giữ khoảng cái chừng 2 lá. Nó đi cũng không mặn đâu các bạn. Mình giữ cho nó khoảng 2 lá. Nếu mà cây yếu thì có khoảng giữ được 3 lá. Nó bắt đầu mình xịt cho dài lá luôn và không cần phải xịt sâu rầy nó, có thể cho rầy nó ăn luôn cái đoạn sau không được nữa. Đó. Mình chỉ lấy khoảng chừng 2 lá thì hai cái lá nó quan trọng, 2 lá hoặc 3 lá nó quan trọng. Chứ bây giờ mà đi nguyên cây mà cầm thuốc mà bây giờ mà chặn đọt mà đốt đọt thì mình không có làm cái bài đó nha. Mình không có xịt chặn đọt hay đốt đọt đó. Nên là tùy cơ ứng biến vào cái vườn của mình đó. Cái vườn của mình thì hiện tại là nó có những cái đọt mà nó lọt trọt á, cái đó là chuyện nhỏ các bạn. Khi mà mình bón lân xuống á thì nó ra đọt như vậy, một phần lân á nó cũng đưa ra đọt để nó nuôi đọt, thì mình kệ nó, mình cứ xịt kích bông thôi. Bởi vì cái lượng lân của mình á nó đi đủ ở đây là đủ số tuổi của cây á. Ví dụ cây 7 năm ăn cho 7 kg. Như mọi năm trước á, cũng có cái năm. Bây giờ mình chia sẻ là cái vấn đề là cái cách làm bông sầu riêng á các bạn. Nó có 3 cái cách làm bông sầu riêng thường là mình biết. Đó chính là cái cách thứ nhất á, là không có đi lân nhiều dưới gốc, hoặc là đi DAB không thôi.
nhưng mà xịt kích bông ấy là xịt khoảng 4-5 lần. Và có những người ấy, là không bón phân lân, chỉ bón bình thường dưới gốc, là ví dụ mình dưỡng cơi cơi cuối ấy, là bón khoảng ví dụ 16-16-8 hoặc 20-20-15 hoặc là những cái phân để mà dưỡng đọt thôi. Xong sau đó bỏ kali trắng, bỏ kali trắng xong sau đó là mình chỉ xịt kích bông ở trong cành thôi, cứ lân cao với lại kali cao là xịt thôi. Đó. Còn cái cách thứ hai ấy, là có người ấy, thì lại đi lân rất cao, đi lân rất nhiều luôn, ví dụ cây 7 năm có thể đi 10 kg luôn, là bỏ là coi như là rất là nhiều lân ở dưới gốc luôn, xong bắt đầu là mình không cần phải kích bông nữa. Đấy, không cần phải kích bông mà bông nó vẫn ra nha các bạn, cái cách này vẫn ra bông nha. Rồi cái cách thứ ba là cách của mình nè, mình kết hợp hai cái cách ở trên, là mình thay vì mình bón lân mà nó ít ấy, như mọi năm ví dụ cây 7 năm ấy, ví dụ như là khoảng 4 kg 5 kg thôi mình nhét mình không dám bỏ ấy. Bỏ như vậy ấy, thì nó không đủ các bạn, nó được nhưng mà kích bông phải kích nhiều, cho nên là mình ấy, kinh nghiệm của mình mà trải qua rồi ấy, kích bông nhiều trên thản cành, trên thân rồi trên cành này kia ấy, thì cái cành của mình ấy, sau này nó bị khô rất là nhiều các bạn. Mình xịt kích bông nhiều ấy, lân với kali cao ấy, lên cái cành ấy, là cái cành của mình nó bị khô rất là nhiều, cho nên là mình cũng hạn chế cái việc xịt kích bông nhiều lên cành. Bởi vì như vậy cho nên là mình mới bỏ cái lượng lân gốc ấy, nó phải tương đối một tí, đó là đúng cái số tuổi của cây. Đó là cái này là mình làm nhiều năm rồi, mình cứ đút kết rồi mình thấy như vậy ấy, là ổn nhất nha các bạn, mà cây nó rất là sung, chứ không phải là mình làm cho cây nó suy, không có. Đó. Cái cách của mình á, mình luôn luôn ấy, cố gắng đi song song cái việc là nuôi trái ra trái, nhưng mà cái cây phải luôn sung, thì đó mới là cái hướng tới của mình, chứ không phải là ăn xong rồi cây nó suy nha các bạn. Đó thì mình bỏ lân ở dưới gốc á, thì đúng cái số tuổi của cây, rồi mình kích bông khoảng chừng một lần đó, một lần rồi xiết nước. Có nghĩa là cái giai đoạn mà xiết kích bông ấy các bạn, ban đầu là mình ủ cái mầm hoa, bởi vì cây nó ví dụ như nó mầm nó chưa có ấy, thì mình ủ mầm bằng cái cách là mình đưa lân cao. Cái cách của mình là mình lại không đưa kali ban đầu. Có nhiều người thì lại cộng 10-60-10 cộng với MKB, đa số là như vậy, 10-60-10 cộng với MKB để mà mình xịt kích bông từ lần đầu tiên khi mà rải cành luôn. Còn đối với bản thân mình thì mình không làm vậy, tại vì mình cần lân để ủ mầm các bạn, mình cần ủ mầm trước rồi sau đó mình mới kích cái mầm nó ra. Đó, kích cái mầm nó ra, phá cái mầm nó ra để cho nó phát triển thành bông, thì là mình lại sử dụng kali cao là KNO3 nha, thì nó là 7-5-4 của hợp chí đó các bạn. Rồi trong cái trường hợp mà mình tạo mầm mà nó bị mưa các bạn, bị mưa ấy, thì thường ấy, mình bị mưa tùy giai đoạn, ví dụ như mình xiết nước mới được 9 ngày thì mình không có rửa bông, không có rửa hết, thì mầm nó còn đen, nó cũng đâu đã sáng, nó đâu có đã như thế nào đâu mà mình cần phải rửa các bạn. Mình phải xác định được cái thời điểm để mình rửa bông, chứ bây giờ mà mình chưa có được cái gì hết mà mình đi rửa thì có phải là mình không biết á, mình không biết được cái thời điểm á, cho nên là mình xịt nó uổng phí các bạn, uổng tiền, mà mỗi lần mà đụng tới thuốc nấm, thuốc bận ấy, nó rất là tốn tiền nha. Khi mà mưa á thì mình bắt đầu mình chuyển cái lần đó, ví dụ như mình xịt tạo mầm lần thứ hai rồi là 16-10-10 cộng với lần 80 mà gặp mưa, sau đó khoảng chừng vài ngày mà gặp mưa ấy, thì mình lại chuyển sang là xịt kali nha các bạn. Bởi vì mình xịt nước khoảng được chừng 15-16 ngày, 17 ngày rồi á, thì trong mưa thì nó có đạm mà, lúc này mầm nó đã ủ được cũng tương đối rồi, cho nên là mình sẽ, ví dụ như mình á, là mình sẽ dùng là 16-10-10, 1 kg 16-10-10 mình cộng với lại 3 gói 7-5-4-4, một gói là 250 gram nha, của hợp chí á, thì mình lấy 1 kg 16-10-10 cộng với 3 gói 7-5-4-4 mình pha cho 2 phi. Đó là mình xịt là vừa kích bông, vừa tạo mầm mà vừa phá nguyên trạng. Tại vì ấy, cái kali lúc này nó quan trọng, là bởi vì nó khử đi ít cái lượng đạm các bạn, bởi vì trong mưa nó có đạm mà, cho nên là mình xịt luôn như vậy. Mình phải chuyển bài, nói chung là cái bài của mình thì nó phải tùy vào thời tiết, nói chung là cái thời tiết như thế nào mình cứ áp dụng theo như vậy, chứ mình không thể nói được là ở năm nay mình xịt như này, năm sau mình xịt như kia. Chung quy lại thì nó vẫn là lân và kali, nhưng mà mình cần phải đi đúng các bạn, cái đúng nó quan trọng lắm, chứ không phải là mình cứ đè ra mình xịt là nó được đâu. Rồi tiện đây thì mình chia sẻ là tới đó thôi. Rồi tiện đây mình cũng trả lời một vài thắc mắc ấy, như là cô chú anh chị các bạn hỏi mình là sao mà cái giai đoạn mà mình nuôi trái ấy, mình chỉ đi phân NPK với lại phân NPK đó là ví dụ 3x15 này, 3x16 này, 12x18 này, chỉ đi NPK thôi.
mà sao cây của mình nó khỏe thế, mọi người phải đi hữu cơ này kia. Thì mình mới, bây giờ mình chia sẻ đơn giản cái cách của mình là như thế này nè. Từ sau mùa mưa ấy, mà thu hoạch đó là mình bắt đầu mình đi lên nung chảy. Trước khi làm bông, mình làm sao thì làm, mình phải cố gắng nâng pH đất lên thật cao đó. Mình nâng cái pH đất lên nó càng cao càng tốt nha các bạn. Tại vì cách của mình là nó chia ra làm hai. Đất ấy, là lúc nào nó có tính acid rồi tính bazơ, bazơ là tính kiềm á. Thì bây giờ mình trước khi làm bông ấy, mình tăng cái tính bazơ lên thật cao. Đó là tính kiềm, làm cho nó cái đất nó pH nó cao lên, pH nó thật cao lên. Rồi mình cứ bón lân văn điển à. Đó, rồi hiện tại sắp tới ấy, khi mà sốc nước ấy, mình có tưới một cái dòng Arifold. Năm nay thì mình không tưới tiến trùng nữa đâu. Nó tốn kém quá. Thì mình tưới Arifold, nhưng mà cái dòng nó không phải Arifold, nó là Antisic ấy, nhưng mà nó vừa là lân để kích kháng, để giống như nó giống như Arifold. Nhưng mà được cái là nó có cả pH là từ 6.5 tới 7.5 nữa. Đó. Thì mình khi mình sốc nước ấy, mình sẽ tưới cái thằng Arifold mà nó có cái pH là nâng lên là 6.5 tới 7.5. Đó là mình nâng thật cao lên. Để sau này khi mà mình làm bông ấy, đến giai đoạn mà mình làm bông ấy là mình chỉ đi NPK thì nó có tính acid mà, thì nó trung hòa đất lại. Đó. Vậy thôi là cây của mình nó khỏe, rất đơn giản luôn. Mà rồi mình kéo đọt cùng bông năm nay ấy, kéo đọt cùng với bông ấy, mình sẽ bón thêm phân gà nở nha. Đó. Năm nay là mình thay đổi một chút như vậy để cho cây nó lực hơn nữa, nó sung hơn nữa. Đó. Tại vì kể ra thì nguyên một giai đoạn mà nuôi trái mà không có ít phân hữu cơ nào thì nó, mình thấy nó cũng hơi kỳ kỳ. Ý là cây của mình nó vẫn khỏe, nhưng mà mình thấy thôi cho nó ít nền hữu cơ cho nó tốt cây. Đó, thì hôm nay thì mình áp dụng như vậy, cho ít khoảng chừng vài ba ký thôi lúc mà kéo đọt cũng bông các bạn. Đó. Rồi bây giờ cái khi mà mình đi mà mình tỉa bông các bạn, thì nó có một cái trường hợp như vậy. Mình mới có kích bông lần thứ nhất thôi, là xịt 10-60-10 phủ trong ngoài thôi, 1 ký 3 phi, mà chưa gì mầm ngủ nó ủ quá nhiều các bạn. Bây giờ mình mà xịt rửa cây ấy, thì nó bị cái trường hợp là cái đồng ấy nó nóng, là có thể nó đen cái mắt cua, nó cháy cái mắt cua đi. Cho nên là bây giờ mình buồn quá đi, nhưng mà thôi, mình không rửa nữa. Mình quyết định là mình không rửa ở bên trong cái thân cành nữa, mình chỉ xịt cái rửa cái lá thôi các bạn, là xịt gốc đồng á. Lá của mình thì cũng không có bận nhiều đâu, không có gì đâu. Nên là lá nó cũng chỉ có ít ít rong rồi thôi à. Nấm hồng thì nó năm nay nó cũng ít lắm các bạn. Thôi mình xịt gốc đồng á, là mình cứ cộng một gói đồng chân led với lại cái cờ lia mát á, mình pha cho 2 phi rồi mình xịt lá thôi nha, để cho cái lá của nó cho nó hoàn hảo. Thực chất ra thì của mình nó cũng bị ít lắm, nó không có nhiều đâu, mà thôi kệ, nó cứ xịt cho nó lần để cho nó kích kháng, cho nó khỏe nha các bạn, để cho nó yên tâm. Đó. Lá nó ăn lần được rồi các bạn, lá nó ăn lần được, nó đen này, cái màu đen của lần này. Đó. Xanh dày bóng đen luôn. Đó, mà cái gốc đồng này bây giờ mình mà rửa cây thì mình mà xịt vô bên trong á, mà thì mình xịt nó cái liều đó thì mình chỉ sợ là nó đen, nó cháy đi cái mắt cua á, cháy đi cái mầm ngủ á, cho nên là thôi mình không có rửa nữa. Mà mình nghĩ thì nó cũng chẳng sao đâu, không có cần rửa luôn nha. Rồi một chút về cái tâm sự về cái khu vực miền Đông Nam Bộ và cái Tây Nguyên của mình, đó chính là có rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn hỏi mình á, là có nên sử dụng bác lo không, tại vì thời tiết nó này kia, thời tiết nó khó quá, thời tiết nó mưa quá. Nói thật với cô chú anh chị các bạn ấy, là thời tiết ấy, gần như năm nào nó cũng vậy hết ấy. Khi mà làm bông bao giờ nó cũng bị dính vài ba cơn mưa, đó là chuyện quá bình thường các bạn. Mà kể cả việc bây giờ mình làm, mình tạo mầm ấy, mình thấy mình làm bình thường như vậy thôi mà bông nó đã ra rất là nhiều, phải đi lặt nữa. Vậy thì mình cứ không hiểu vì sao là cô chú anh chị các bạn là lại phải sử dụng tới bác lo, mà trong khi đó ấy, bác lo là cái thuốc nó rất là độc, nó độc ngang với thuốc sâu nha, nó độc ngang với thuốc sâu. Thì mình ở khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ấy, thì khi mà sử dụng bác lo ấy, nó rớt trực tiếp xuống đất. Này là lời khuyên chân thành của mình thôi, chứ mình cũng không có, thì cô chú anh chị các bạn mình có xài thì cứ vẫn xài, thì cái đó là quyền của chú anh chị các bạn. Nhưng mà mình thì mình chỉ chia sẻ như vậy để cô chú anh chị các bạn xem coi là mình làm thì mình cẩn thận á, chứ 1 năm 2 năm thì nó không sao đâu, nhưng mà vài năm sau á là nó sẽ hư cái đất của mình đi.
bắc lon nó ngấm trực tiếp xuống đất mà mình đâu có đậy bạt được giống ở dưới khu vực miền Tây. Dưới khu vực miền Tây ấy, là mọi người lên lift xong bắt đầu là mình tạo mầm rồi bắt đầu mình phủ bạt rồi mình mới lên bắc lo. Nó mình phủ bạt nó lên bắc lo thì bắc lo khi mà rớt xuống là rớt xuống bạt, chạy xuống mương thì nó loãng ra rồi, chạy xuống mương thì mương nước thì bắc lo nó rớt xuống thì nó cũng loãng ra rồi, thì nó cũng hạn chế, nó cũng đỡ. Thế còn mình ở khu vực miền Đông Nam Bộ này á, với Tây Nguyên á, mình mà sử dụng tới bắc lo thì thật sự là bao nhiêu năm qua rồi mình làm nó bình thường, cũng đậu như bình thường như ai thôi, chứ đâu có cần phải tới bắc lo để làm gì các bạn. Mình cứ tạo mầm gì cứ lần lần cao đó, bón lần văn điển, nhiều người thì bón DAB, mình bón lần rồi mình xịt tạo mầm đó là 16-10 với lần 80 hoặc là lần 86, sau đó là mình phá nguyên trạng, nó vậy là thôi là nó ra bông rồi. Quan trọng nhất là cái thời tiết của mình nó xét nước mà nó đủ, với lại mình đi lân nó bài bản nó đủ ấy. Nếu mà thời tiết mà nó có vài ba cơn mưa thì cái chuyện đó là quá bình thường. Mà bởi vì mình chia sẻ như vậy nè, mình đi khi mà mình ra nhiều tiệm thuốc bảo vệ thực vật ấy, bảo ôi thời tiết năm nay nó khó lắm, phải sử dụng cái loại này nè, phải sử dụng cái loại kia kìa. Thậm chí là trên thị trường ấy, nó có cả cái phân mà nó có cả bác lo bù cho dồn ở trong đó luôn để bón xuống đất các bạn. Nghe sợ thật. Nên là mình chia sẻ chân thành tới cô chú anh chị và các bạn để mình biết, để mình đi ra nếu như mà mình có sử dụng, mình có mua ấy, thì mình cẩn thận đó. Đây là lời khuyên chân thành cho cô chú anh chị và các bạn thôi. Nếu như mà bón những cái đó xuống, mình nói ra bông thì thôi chắc không có gì địch lại rồi. Nhưng mà với cái quy trình của mình ấy, mà làm kéo đọt cùng với bông ấy, thì mình không có cần nhiều bông đâu các bạn. Một cành nó nuôi đâu được bao nhiêu trái đâu. Một cái cành mà nó bằng cổ tay này thì nuôi được 3 trái là ok rồi. Vậy thôi, mình lấy vậy thôi thì nó đủ nuôi cây, cái cành nó không bị chết. Chứ còn bây giờ cành mà nó nuôi nhiều quá, mình nhắm cái cành đó mà mình ăn xong mà chết luôn ấy, thì mình không nói. Còn những cái cành nào mình muốn ăn bền ăn lâu ấy, thì mình ăn khoảng chừng 3 trái, 5 trái. Ví dụ như cổ tay nè, khoảng bắp tay nè, đó là mình ăn khoảng chừng 3-5 trái thôi là nó đủ cái lượng sức của nó nuôi. Còn cành mà ví dụ như bằng bắp đùi hoặc là bắp chân á thì mình có thể 10 trái. Vậy thôi, mình lấy vậy thôi, là một cây mà nó khoảng 20-30 cành thì cô chú anh chị các bạn thấy nó cũng quá ngon rồi. Chứ mình không có cần phải lấy bông nhiều để làm gì các bạn. Đơn giản bình thường thôi là bông đã ra rất là nhiều rồi mà còn phải đi lặt nữa. Với lại bông ở trên một cành ấy nó rất là nhiều. Mình để xong mai này nó đậu nó cũng rụng hết à. Đậu được khoảng 10 trái, mười mấy trái, 20 trái. Nếu mà cái cành nào mà nó to lắm đi chăng nữa, to lắm thì 20 trái cái đấy thì nó hiếm rồi. Đối với những cây cối, cây nó cỗi rồi. Như còn bây giờ mình đang nói mặt bằng chung ấy, cây của chú anh chị các bạn mới nè, thì cành đâu nuôi được bao nhiêu trái đâu. Mình cần nhiều bông làm gì? Không cần nhiều bông. Đối với bản thân mình, kéo đọt cùng với bông, thứ nhất là phải có bông lá, thứ hai là không cần nhiều bông đấy. Vậy thôi, là đến khi mà kéo đọt kịp cùng với bông là cứ vậy ngủ ngon thôi. Lúc đấy đi du lịch một tuần mưa còn không sao nữa các bạn. Mưa 2-3 ngày nó rụng bớt đi, nhưng mà giai đoạn đó thì lúc sau nóng đậu à. Cho nên là ý của bản thân mình nói ra, chia sẻ ra như vậy ấy, để mình mong muốn rằng cô chú anh chị các bạn ấy, mình ở khu vực miền Đông Tây Nguyên thì mình không cần phải sử dụng tới những thứ đó. Bao nhiêu năm nay rồi mọi người đâu cần phải sử dụng tới thứ đó đâu. Bây giờ mình không hiểu tại sao có nhiều người ấy, bây giờ lại có luôn cái tư tưởng á là mình xịt bắc lo liều nhẽ đâu có sao đâu. Mình phải hiểu rằng bắc lo nó rất là độc, nó độc ngang với thuốc sâu, độc như bình thường. Và có rất nhiều người mình cứ nghĩ rằng cái thuốc này là ở sinh học. Mình nói với cô chú anh chị các bạn, tất cả loại thuốc nào cũng độc với con người hết, trừ với thuốc dưỡng ấy, thì ít thôi. Thuốc dưỡng thì ít thôi, chứ còn là không có cái thuốc gì mà nó tốt cho con người hết đấy các bạn. Nó trị được sâu, nó trị được này kia, tốt cái gì. Đó, cho nên là mình muốn chia sẻ như vậy, kể cả thuốc nấm đó, bác lo, thuốc nấm, thuốc sâu, thuốc rầy, cái nào cũng độc hết đó. Độc ít hay độc nhiều thôi. Cho nên mình chia sẻ như vậy để cô chú anh chị các bạn mình nên cẩn thận với tất cả các loại thuốc sâu, thuốc rầy, thuốc nấm cũng độc, rất độc luôn đó. Chứ không phải là mình nghĩ là nó đơn giản đâu các bạn. Mình biết là nó độc thì mình biết là nó độc, nhưng mà mình bắt buộc phải sử dụng, đã trồng sầu riêng là phải sử dụng thuốc thôi. Nhưng mà mình đeo găng tay, mình bảo hộ, rồi mình đeo mặt nạ phòng độc. Nói chung là không, mình nên cẩn thận, không có thờ ơ, không có chủ quan với lại các loại thuốc. Vậy thôi. Đó. Thì đó là đôi điều mình tâm sự tới cô chú anh chị các bạn. À, còn mình quên nữa,
cái cây sầu riêng mà khi mà đi đọt á, nó thì mình nhớ là nếu mà đi đọt rồi á, đang làm bông ở cơ thứ ba đi đọt, nó đi đọt thứ tư á mà đi nhiều thì bắt buộc mình phải làm cho cái cơ đọt nó đứng lại. Đó, mình cho mình dưỡng lại cho nó mở khoảng vài lá rồi cho nó đứng lại. Rồi bắt đầu mình mới kích bông lại nha. Chứ còn lúc đó mình kích bông không được đâu, tại vì nó chuyển pha rồi. Thay vì nó sinh sản thì nó chuyển pha sang qua sinh trưởng rồi. Thì nó vẫn ra bông nha. Lúc đó mình kích bông vẫn ra luôn á. Nó vẫn ra được nhưng mà cái tỷ lệ bông nó ra nó lọt sọt á, nó không có được đều. Mình muốn đưa quay trở lại cái việc là cái đọt nó già một chút, thì bắt đầu mình kích bông lại lá ra thôi. Và sau khi mà mình kích bông á thì nó sẽ ra mau á. Thay vì khoảng cái chừng hai mấy ngày nó ra thì cái này chắc tầm 15 ngày là nó ra rồi. Nó nhanh lắm, nó nhanh cực kỳ luôn á. Cho nên là không có vấn đề gì phải lo lắng về cái vấn đề đọt đâu nha cô chú anh chị và các bạn. Chẳng qua là nếu mà đi đọt á, nó đi đọt ít như mình là không sao nè. Kệ nó, xịt tạo mầm bên trong liều nặng, xịt cho nó một tí trên ngọn cho nó bỏ cái đọt đi cũng được á. Tại vì cây mình nó lực nó khỏe. Còn nếu mà cây của mình nó ra nhiều đọt rồi thì mình cứ dưỡng lại thôi chứ không có đốt được đâu. Đốt đội mai này nó ảnh hưởng về sau này nhiều lắm. Cây mình phải luôn luôn á là hướng tới cái việc là cây khỏe, trái đạt sản lượng, nhưng mà cây phải luôn khỏe, thu hoạch xong cây như bình thường vậy, như không có gì vậy đó. Thì đó là mình luôn hướng tới, là mình luôn luôn muốn chia sẻ với cô chú anh chị các bạn, để cô chú anh chị các bạn ngày làm sầu riêng á nó càng trở nên tốt hơn. Những cái chia sẻ của mình á, những cái kinh nghiệm của mình chia sẻ toàn bộ cho cô chú anh chị các bạn nè. Mình mong rằng là cô chú anh chị các bạn có thể áp dụng mà thành công á thì mình rất vui. Và đặc biệt là dựa trên những cái kinh nghiệm của mình mà cô chú anh chị áp dụng vào cái vườn của mình ấy, sau đó mình còn phát triển lên nữa. Đó là mình có mình sẽ có thể là sáng tạo hơn nữa và làm tốt hơn mình nữa, thì cái đó mình càng vui nha. Chứ không phải là mình chia sẻ rồi cô chú anh chị các bạn mà hơn mình là mình lại ganh tị, không có. Cái này là đối với ai thì như vậy, chứ còn đối với bản thân mình, thật sự mình rất là từ tâm của mình là mình muốn chia sẻ. Đó, cô chú anh chị các bạn mà hơn mình nữa mình rất rất vui luôn, và thành công nữa thì mình càng vui hơn nữa. Đó là những cái mà mình mong muốn để chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn về cái vấn đề mà làm sầu riêng này. Đó, có nhiều cái nó chỉ là đơn giản thôi nhưng mà mình không biết á, cho nên là mình lo lắng. Giống như có một anh cũng ra đọt xong bắt đầu cũng lo lắng, nhưng mà đọt của anh ra ít lắm, nó chỉ trên ngọn thôi, chắc 10% mà không là vấn đề gì hết, cứ xịt tạo mầm bình thường. Cái đọt đó phóng cho nó cái thuốc tạo mầm á, cho nó vô trong cái đọt đó, cho nó đứng lại, cho nó đi, cho nó ít lại, nó mở ra luôn, nó mở nó già luôn, tại vì mình đâu cần nữa, tại vì ba cây rồi, cây rất sung rồi, là không cần thiết nữa. Và có một cái nữa nha, mình chia sẻ là bởi vì có cái anh này, anh không biết là nghe hàng xóm hay như thế nào mà lại đi lấy 3 kg 10-60-10 cộng với 2 kg MKB pha cho 3 phi xịt lên đá, tức có nghĩa là 1 kg 10-60-10 cộng với khoảng chừng 600-700 gram á, MKB á, khoảng đó 600-700 gram MKB pha cho 1 phi xịt lên lá, 3-5 ngày sau rụng lá, nó xuống lá, nó rụng nhanh thần tốc luôn, nó sạc hết lá xuống luôn các bạn. Tức nghĩa là quá là cái liều quá cao đi, mình không bao giờ mình sử dụng tới cái phương pháp đó bao giờ, tại vì nó cao quá. Nếu mà anh mà gọi điện cho mình sớm hơn thì chắc nó đỡ rồi, nhưng mà do anh xịt rồi, anh hoảng quá nó rụng lá nên giờ lỡ rồi, thôi mình cố gắng tưới nước lại rồi cứu cây thôi, chứ giờ tự nhiên sử dụng cái liều cao như vậy mà lên lá thì chết, không được các bạn. Mình từ từ làm sầu riêng ấy, mà làm bông ấy mình phải có một cái sự kiên nhẫn, từ từ, nó phải đúng cái thời điểm của nó, tiết bông nữa đó, đúng tiết nữa, quan trọng là cái tiết bông. Đợt rồi tiết bông rất mặn nè, cho nên là bông của mình mới ra tào lao luôn đó. Nó ra vài cành đó, nó tiết bông quá mặn đi, bây giờ nó hết tiết, nó đang mưa trở lại thì nó hết tiết rồi, thì khoảng qua đầu tháng 12 các bạn, từ ngày 10 tới ngày 20 tháng 12 năm nào cũng vậy, tiết rất mặn đó. Cho nên là cô chú anh chị các bạn nhắm vào cái thời điểm đó phải bình trạng. Nếu mà làm sau nha, làm theo cỡ của mình là cùng với mình nè, đó thì thời điểm đó là mình phải bình trạng rồi, chuẩn bị sốc nước là đó là ra đó, những cái tiết là mặn đó, thì đó mình canh tiết nữa, quan trọng như vậy nữa. Chứ còn bây giờ mình cứ nôn nao thấy cây mình nó chưa có gì hết, nó chưa rụng lá, nó không chưa gì hết, mà chưa chuyển mình, nó chưa gì hết mà cứ đè hết thuốc này thuốc kia xịt, nó không ra đâu. Nó phải đúng cái thời tiết của nó, đúng cái thời điểm của nó mình canh thì nó mới ra bông được. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những chia sẻ khác nhé. Rồi bye bye.